Hello anh em, đến với clip ngày hôm nay thì Tú sẽ quay cho anh em xem một chiếc Winner với phần cấu hình thì bơm xăng lửa thôi. Thì bữa nay có mấy anh em ở bên Vĩnh Long qua chơi anh em. Cái xe này anh em xuống cái dàn chân này nó nhỏ quá nên đâm ra là không có dựng được cái chống nó đứng, nó nghiêng á. Mà gặp chủ xe tháo cái chống đứng thì mất tiêu rồi. Bây giờ nó còn có một cái chống nghiêng. Nhưng mà anh em thấy không, ngồi lên một cái á, là nó thụm phụt xuống là nó muốn ngã qua bên đây không à. Thì xe này đồ chơi cũng ít thôi, chủ yếu là dàn chân xe này bao nổi luôn nha. Chiếc này thì là phiên bản là đen nhám, chủ xe lên thêm tem ở dưới phần dàn chân thì chủ xe đi một cái mâm 5 cây ít modern. Thì nghe chủ xe nói là cái mâm này hiện tại là mình gắn cho Winner, mình khỏi phải chế cháo gì luôn. Lúc trước khi mà nó mới sản xuất ra hình như là chỉ gắn được cho ẹt thôi hay sao anh em. Mà lúc đó mấy anh em nào muốn đi Winner thì phải chế lại bạc đạn không chỉ gì đó các kiểu, chế cùi dẻ nó hay gì á. Thì tôi hỏi chủ xe là chủ xe nó mua về chỉ lắp lên thôi là chạy, tính là bây giờ nó tiện. Kiểu như là cái hãng sản xuất này người ta đánh vào cái lượng khách hàng Winner, bây giờ muốn chơi người ta cũng sản xuất cho Winner luôn. Cái mâm này nó đẹp lắm anh em. Mâm này giờ chắc không xa lạ gì nữa rồi nhưng mà nhìn nó đẹp. Nếu như mà anh em nào ít tiền á, mình không chơi nổi cái K7 á, mình có thể cho mình chơi cái này được. Cái này nó giá nó khoảng 2 triệu mấy thôi, nó vừa túi tiền, mình đi rất là ngon anh em. Khỏi cần sơn khỏi làm gì, anh em ráp vô một cái anh em nhìn dàn chân nó sáng không. Đằng trước á, đi bâm này thì chủ xe thay lại cái lồng đĩa nè, thay lại cái lồng đĩa, gắn full nóc đằng trước luôn. Cái con này á là đen nhám nên hai cái con heo nó màu đỏ. Thì hôm trước có quay một chiếc kia là đổi màu sơn rồi nhưng mà con heo nó màu đỏ nên đâm ra Tú không có biết, Tú tưởng là con heo đem sơn nhưng mà không có đúng nha anh em. Cái con heo mà khi cái phiên bản mà Winner đen nhám là nó sẽ là cái con heo màu đỏ như vậy. Thì phần heo dây dầu chủ xe giữ zin ha. Xe này thì phần hốc thì cũng tương đối nhiều, chưa gọi là full nhưng mà cũng tương đối nhiều nha anh em. Do là chủ xe đi xuống cái dàn chân này nó nhỏ, gác cái chống nghiêng á, bình thường ta gọi là chống nghiêng nhưng mà xe này giờ nó hết nghiêng nổi rồi anh em. Thấy Tú đâu dám ngồi xa xe đâu, Tú ngồi Tú vịn nè, để nó ngã ngang một cái là mệt lắm. Anh em mới xa qua chơi nữa. Lần trước này chủ xe đi size 60 của cơm meo thì mấy cái vỏ này nó không xa lạ gì nữa rồi. Với lại một phần á là chủ xe hạ cái phuộng trước 2,5 phân nên đâm ra là xe nó bị lùn. Hạ 2,5 phân anh em nên nó lùn cái xe dữ lắm. Xe này thì hồi nãy qua Tú bị dơ á nên rửa xong rồi mình để cho nó ướt át vậy nhìn cho nó hoành tráng tí anh em, chứ không phải xe mắc mưa nha. Phần đầu thì chủ xe dán chóa lại thôi cho nó tối tối á, nhìn cho nó ngầu ngầu quá anh em. Bản tên, phần bao tay thì xe này đi Daytona cầm Domino 2 dây, nhưng mà chủ xe xài có 1 dây thôi nha. Chủ xe xài có 1 dây đây thôi, còn cái cọng dây dưới này chủ xe khóa nó lại luôn rồi, khóa bằng ốc rồi. Thì gắn vậy thì chủ xe phải khoét ngay đây một miếng, mình nhét nó mới vừa nha anh em. Nhưng mà không sao, nhìn nó đẹp là được rồi. Cái tay thắng bên này thì chủ xe đi Racing Boy, bên này thì chủ xe đi Rin, chơi cái style độ không. Thì hồi nãy chủ xe có nói là hồi trước đi một cặp, nhưng mà anh em biết sao không, bị ngã rồi nó bị gãy bên này rồi. Rồi kinh tế khó khăn rồi chưa có lên kịp. Cặp gù Titan, mới sơn bóng tay nè anh em, đẹp không? Nói chứ mới sơn xe nó bị dính tay á, chùi chưa ra nữa. Hồi nãy nó nhiều lắm nhưng mà chùi bớt rồi á. Ở cái phần lồng á thì chủ xe đi đánh nó lại, đánh nó bóng giống như là mình đánh tay thắng vậy anh em. Đó anh em thấy không, nếu mà lồng zin mà mình chạy một thời gian á là không bao giờ nó đẹp được gì nha. Chủ xe cũng kỹ lắm, đánh nó lại cho nó bóng giống như tôi thắng vậy. Chủ xe nó đánh được cái này thôi, không có đánh được cái đầu đâu. Chứ đánh được cái đầu rồi chắc là chủ xe cũng đánh luôn rồi. Cái cần số xe này á thì đi cần số X1G, nguyên cần số nhôm luôn. Cần số xe này tiện lắm anh em. Khi mà mình mang dài mình đây đi đám tiệc đồ gì các kiểu á, mình sợ dơ cái mũi dài mình á, mình đạp dưới đây. Cơ bản á, là zin thì mình móc thì nó bị dơ mũi dài. Ai mà mang giày trắng thì chắc là hiểu cảm giác chạy xe cung tay rồi, nó như vậy rồi. Thì gắn cái này nó tiện hơn. Chứ một phần á, khi mà mình ra xe mình đạp sao nó cũng ngon hơn móc anh em. Khi mà mình ra mình giật mình chạy gì đó, kiểu bạo lực á, mình đạp mình vô số mình đạp
cái là nó cũng ok thôi. Quay chiếc xe này phải vịnh nó như vậy nè, không có vịnh là nó ngã đấy. Thì nãy tôi mới bày chú xe thêm phương án nữa rồi, xuống cái phục sau 135 luôn, ổn 150 cho nó lùng nữa. Tại vì cái phục sau của Winner nó cao hơn, mình xuống cái phục của 150 á là cái khoảng cách này nó ngắn lại. Anh em nhìn chiếc xe nó liền, đã lắm. Còn bây giờ hiện tại anh em thấy nó cao đúng không? Rất là cao. Do là mình đi cái chân chân đằng sau nè, nó nhỏ. Đằng trước sau thì chủ xe đi có 60 thôi, đều luôn, xe trước xe sau đi 60 hết. Đi xe nhỏ rồi thì nghe đây nó trống. Nó trống nhiều quá. Nếu mà anh em thích nó nhõng á thì nó không có gì để nói ha. Còn anh em thích nó liền xe mà đi theo xì tai Malai Maxium gì á thì cho nó liền xe á, thì mình xuống cái phục đó một cái. À, nãy chủ xe đòi á là đi thêm cái bát dời phục ra, nhưng mà nó tốn kém, nếu là ba cái đồ đó nói chung là chất lượng nó cũng không có đảm bảo được lắm anh em. Mấy cái đó là đồ chơi mà, nó không có cạ được gầm đâu anh em, theo tôi nghĩ nó thiệt. Chủ xe không có thích chở ai hết trơn á, tháo luôn cái chân. Thí dụ như mà đi chơi cà phê nhậu nhẹt đồ gì á là nào á kêu chở nó đi, đâu chỗ gác đâu sao nó ngồi được, khỏi nào kêu hết, tháo ra luôn. Cái kiểu giống như là tối quá sát xe, cái nào có thể tháo được là tháo bớt bỏ hết, giống như gác chân tháo bỏ luôn, chống giữa tháo bỏ luôn. Cái chống giữa nó cũng đâu có tội tình gì đó anh em, cái chống này tháo không tháo thôi chứ tháo chống giữa ổn quá. Tới chừng mà mình rửa xe đồ gì á, mình rửa mấy cái mâm dàn chân nó cực lắm, mình tháo cái chống này nè, có gì mình xài chống giữa nó ok hơn em. Cái chống giữa với cái chống này nó cũng không có nặng, cái chống giữa nó không có nặng hơn cái chống này bao nhiêu đâu, vài trăm gà mà. Nhưng mà cái chống này giờ anh em thấy nãy giờ tôi đâu có buông xe ra được đâu, buông ngã liền. Ví dụ sau này anh em mà có tháo chống á, tháo chống nghiêng nè, xuống dần chân rồi tháo chống nghiêng nè, mình đi chống giữa cho nó chắc ăn. Khi mà mình rửa xe mình còn quay được cái bánh này kia nữa. Gấp sau đi gấp ít một rờ ha, gấp này nó cũng tựa như kinh rắc vậy á, nói chung là nó giống hệt luôn. Ngay chỗ cái cốt nè, nó vẫn có một cái miếng này luôn, cái bát tăng sên xéo luôn đó. Tới cái bát tăng sên nó cũng xéo y chang, nói chung là nó khác cái thương hiệu thôi. Màu sắc này kia chất liệu thì nó cũng giống hệt nhau. Độ dài với kích thước này kia thì theo tôi nghĩ chắc là nó cũng bằng nhau luôn á. Nhưng mà được một cái là anh em biết sao, gấp này nó rẻ hơn gấp kia, nó rẻ hơn cái phần thương hiệu. Mà tôi thấy đi cái này cũng ngon anh em, nhất thiết gì phải đi kinh rắc gì cho nó mắc tiền. Nè, anh em thấy tôi buông xe ra ngã nè, không có buông được cái xe này đâu. Theo tôi thấy á là mình đi cái cặp mâm này mà cái đùm đằng sau nó thô quá anh em, nó quá bự, cái đùm sau nó bự lắm. Ở đằng sau cũng xài heo zin với dầu zin luôn, dĩa zin luôn. Đây nè anh em thấy cái đùm không, cái đùm đằng sau nó bự lắm, nhìn nó thô chứ không gì á. Nếu như mà chịu chơi một tí nữa anh em biết sao, mình mua hai cặp mâm này về, mình bỏ hai cái đùm đằng sau ra, mình lấy không phải mình bỏ hai cái mâm đằng sau ra, mình lấy hai cái mâm đằng trước mình lắp lên xe, mình chế lại cái mình bắt cái dĩa, khỏi xài tháng sau luôn. Nhìn chiếc xe nó bao nhẹ bao đẹp luôn á, là cái xe đó là chỉ chạy cà phê này kia kiển chơi ok lắm nha, đẹp. Tại vì lúc trước á, năm ngoái tôi có quay một lần ở trên chiếc Winner mà dọn 70 mấy triệu ở bên Tiền Giang á, là người ta làm theo cách đó đó, người ta mua hai cặp mâm, người ta xài hai cái mâm trước thôi, tại vì mâm trước lúc nào cái bảng nó cũng nhỏ anh em, với lại là cái đùm nó đẹp nó gọn, cái chủ xe mới là thiết kế lại cái tặng bắt cái nhông sinh dĩa, còn lại là tháng sau bỏ luôn. Cái xe này á thì đi nhông sinh dĩa là Mercedes 7 ly, mà xe này chủ xe đi tour không à. Nếu mà theo cảm nhận của Tú ha, đi tour đi xa anh em đừng đi 7 ly nó không tốt. Thí dụ anh em đua bơi á, chạy gần gần này kia chạy 7 ly thì được. Nói về cái khoảng xưa gũi thôi nha, 7 ly á đi dọc đường mà đứt dây sên á, đứt mà nó hư hay gì đó trục chặt á, khó lắm, kiếm khó lắm. Còn như dòng 9 ly nó thông dụng hơn anh em, 9 ly nó thông dụng hơn. Thí dụ mà nó có hư dây sên dọc đường khi anh em đi tour này kia anh em cũng dễ thay. Còn đi dòng 7 ly này một cái rồi khóc tiếng Ấn Độ luôn á. Nhông sinh dĩa 7 ly thì được cái nó nhẹ, nó gọn, nó đẹp. Bây giờ á là người ta thích theo đi theo cái kiểu về zin lắm, nên chiếc Winner của Tú tôi cũng về zin luôn rồi, chiếc Ad cũng đi về zin luôn. Giờ mình không có đi theo mấy cái về Sonic tù gì nữa anh em, ít lắm. Cái lúc mà xe này nó mới ra thì nhiều người thích nha, nhiều người thích đi theo cái kiểu về Sonic, và nhiều người thích kiểu như là biển số treo rồi bắt nút gầm rồi các kiểu. Bây giờ ít ai chơi lắm. Thì cái chiếc này bô xăng lửa, xe này đang đi là ECU LED leo, lọc trụ LED leo.
Rồi. Chủ xe fix cái lỗi kêu cái cốp nên giờ đóng cái cốp nó hơi cực. Sẵn đây tôi nói anh em nghe luôn, anh em nào chạy mà Winner V1 mà nó bị kêu cái cốp á, ở đây anh em thấy nó có 6 cái cục cao su không? Anh em thấy ở đây nó có 6 cục cao su. Thì anh em dời mấy cái cục bự này nè, anh em dời cái cục bự ở trên này, anh em dời xuống chính giữa là nó ok nha, đừng có dời lên trên đầu này. Tại vì khi mà anh em dời lên trên đầu này, anh em đóng cốp cực lắm, cực cực kỳ luôn. Nè anh em coi nè. Rồi dính rồi đó, phải vòng cái cành vậy đó. Mỗi một lần mà mình đi đổ xăng đồ gì á là nhân viên cây xăng người ta tưởng là mình đang bực bội trong lòng. Hồi xưa Tú có phít lần mà làm như vậy nó đóng cực quá nên Tú bỏ cục chính giữa là chắc ăn nhất. Thì xe này đi bô leo tem dán, cái bô này y chang bô của chiếc ẹt của Tú gắn vậy á, nhưng mà Tú không có dán tem. Tại em biết sao không? Mình để cho nó láng luôn, nhìn giống như cái bô tiện nha, cho nó lạ. Nhưng mà trước sau vậy đây nó cũng có đóng chữ Levin C à. Nhưng mà Tú không thích dán, thà là người ta bắn đi về hai á là người ta khắc lên luôn. Bây giờ có loại lon leo mà khắc mờ nữa, chứ mà dòng dán dán thì Tú không thích, tại vì dán vài bữa nó tóc cũng vậy à. Cái bát bô thì chủ xe lấy một cái chìa khóa bắt vô đây, uống cái chìa khóa lên nữa nha, không uống là nó không được, nên chủ xe phải uống chìa khóa 10 cũng được chứ hỏng đến nỗi cứng. Ở cái phần tiêu thì chủ xe đi tiêu nhôm 3D, nó lạ hơn mấy cái tiêu bình thường chút, chắc tiêu này mắc hơn anh em. Cái phần cổ bô á thì xe này đi là bô cổ bô titan hai khúc luôn. Nếu mà anh em nào ít lúa không có tiền mình đi titan á, anh em có thể đi một cái loại inox khò cũng được, nó cái màu cũng tựa vậy nè, nhưng mà nó sẽ không có đẹp nha, nó không có đẹp như là cái titan thiệt đâu. Mình chạy cũng vài tháng thôi nhưng mà giá nó rẻ lắm, giá nó rẻ gấp 10 lần cái kia mà. Rồi ở đây gắn thêm mấy cái lạc giặt nữa, ở đây gắn lạc giặt nữa. Rồi nói chung là tổng quan chiếc xe này nó cũng có bao nhiêu đó thôi, quay cho anh em xem hết rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy anh em nghe thử coi. Bô xăng lửa thì nó cũng như bình thường thôi, nhưng mà tại vì nhiều anh em thích nghe khúc nổ máy. Đề máy lại lần nữa coi, hồi nãy mới đề lên nó cà lâm anh em, nãy tưởng đâu ganti thái không. Rồi ok anh em ơi, nói chung mà chắc là Tú sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em cho thời gian quý báu xem clip này nha. Anh em thích video này cho xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều, bye bye. Gặp lại anh em clip tiếp theo nha.